Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của ReviewOS. Các bạn đã đọc tiêu đề của mình trong cái video này thì các bạn cũng biết chiếc máy chúng ta sẽ nói đến là gì rồi đúng không? Đó chính là chiếc Realme 5 này. Và Realme 5 là một chiếc máy mà sinh ra để dành cho giới trẻ. Tuy nhiên mình thấy rằng có vẻ như nó lại không được trẻ cho lắm. Và với mức giá 4 triệu đồng này thì liệu đây có chiếc máy ngon bổ rẻ hay không? Mình sẽ gửi tới các bạn ở trong video này nhé. Điểm đầu tiên để các bạn thấy được sự trẻ của chiếc máy này đó chính là đến từ một cái mặt lưng. Đó, có thể đổi màu được, nhìn rất là đẹp ở đây. Thế nhưng mà cái mặt lưng này thì bởi vì tầm giá rẻ nên đánh đổi các bạn lại có mặt lưng làm bằng nhựa. Và chính vì vậy thì cái mức giá nó sẽ hấp dẫn hơn. Tuy nhiên thì điện thoại bây giờ các bạn chỉ cần ốp vào thôi, là nhựa hay là kính thì nó cũng đều giống nhau hết. Các bạn đều phải bảo vệ nó để tránh cái việc là điện thoại chúng ta bị xước này hay là bị những cái xây sát làm cho bẩn cái mặt lưng này. Với mặt lưng làm bằng nhựa của Realme 5 thì các bạn sẽ có một cái nhược điểm nếu dùng trần, đó chính là nó dễ bị xước răm. Và đôi khi một số những hạt cát, hạt bụi ấy, nó cào cái mặt lưng này thành vết luôn. Nó hơi lõm vào trong một chút và điều đó chỉ xảy ra với nhựa mà thôi. Còn với kính thì nó sẽ không bị kiểu như vậy, nó sẽ bị xước kiểu khác. Về cảm giác cầm nắm ở trên Realme 5 thì mình đánh giá rằng rất là tốt. Chỉ trừ một cái điểm là khi các bạn vuốt lên từ phần khung máy mà vuốt vào màn hình ấy, thì các bạn sẽ cảm giác rằng là nó hơi cấn nhẹ tay một chút bởi vì cái màn hình nó được làm nhô cao lên. Đây là điểm trừ duy nhất. Vậy chúng ta còn hy sinh gì nữa ở trên Realme 5 không? Đó chính là vấn đề cổng sạc. Realme 5 các bạn dùng cổng micro USB chứ không phải là dùng cổng Type-C như là Realme 5 Pro. Đây cũng là một điểm mình cho rằng đó là sự hy sinh của chúng ta khi mua chiếc máy này. Và cái cổng sạc này còn kéo theo điều gì nữa? Đó chính là liên quan đến vấn đề sạc nhanh của chúng ta. Thực ra cổng sạc là micro thì vẫn sạc nhanh được, thế nhưng mà Realme 5 thì không có sạc nhanh các bạn ạ. Ở trên Realme 5 Pro các bạn có sạc nhanh VOOC 3.0 cho một viên pin nhỏ hơn. Viên pin Realme 5 lên tới là 5000 mAh, đủ các bạn dùng cả một ngày tẹt bô thế nhưng không có sạc nhanh. Đó các bạn thấy chưa, tuổi trẻ thì phải năng động, phải chạy chỗ này chỗ kia, phải nhanh. Thế nhưng mà Realme 5 Pro thì bây giờ lại không nhanh, không có sạc nhanh các bạn ạ. Kế tiếp là tới phần màn hình của chiếc máy này thì một cái màn hình có kích thước là 6,5 inch. Thế nhưng độ phân giải lại dừng lại là HD+. Đó, câu chuyện lại diễn ra, đó chính là nó sẽ bị rỗ ở trên màn hình. Nếu như là những người trung tuổi một chút thì mọi người hoàn toàn có thể hài lòng với cái màn hình này. Bởi vì một kích thước màn hình lớn sẽ rất tốt cho việc chúng ta đọc báo, lướt Facebook hay là xem một số những cái tin tức ở trên YouTube. Ví dụ như là xem dạo này là Bắc Trần Dần có thêm cái tuyên ngôn gì mới không để chúng ta còn triển khai là gạch đá. Ví dụ như vậy. Chứ còn với người trẻ thì bây giờ mắt đang còn tinh, còn đang dùng rất là nhiều siêu phẩm. Mọi người ngày dùng cái máy này, ngày mai lại mượn bạn xem cái máy kia. Thì khi nhìn cái màn hình có cái độ phân giải HD một kích thước 6,5 thế này thì kiểu gì cũng thấy rỗ và tỏ ra khó chịu. Chính vì vậy mình nghĩ rằng đây là điểm thứ hai mà không phù hợp với những bạn trẻ. Tuy nhiên thì mình vẫn có điểm khen về cái màu sắc ở trên màn hình của Realme 5, trông nó khá là giống với Realme 5 Pro. Vì vậy các bạn vẫn có một cái trải nghiệm màu sắc là tốt ở trên chiếc máy này. Tới phần cấu hình của máy thì máy sẽ được trang bị con chip Snapdragon 665 AIE. Và đây là một con chip đã có mặt trên rất là nhiều mẫu máy rồi. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được con chip này để chiến game một cách ngon lành mà không cần phải suy nghĩ. Trong tầm giá 4 triệu đồng với con chip 665 thì cái việc chiến game nó sẽ nằm ở cái trải nghiệm gọi là tầm trung thôi, chứ không phải là trải nghiệm cao cấp như kiểu flagship được. Thế nhưng vẫn đủ để các bạn có thể trải nghiệm tựa game các bạn yêu thích, kiểu như là PUBG Mobile hay là Liên Quân Mobile. Nếu như bạn nào mà cần một chiếc máy phụ có thời lượng pin ổn thì các bạn có thể sử dụng ngay Realme 5 để làm chiếc máy phụ cày game. Tiếp theo là tới phần camera thì đây là phần mà Realme nhấn rất là nhiều. Mình có đi tham gia sự kiện ra mắt của Realme thì Realme làm một sân khấu to hoành tráng, có rất là nhiều bảng biểu và trong đó thì nhấn cực kỳ mạnh vào cụm camera của chiếc Realme 5 và Realme 5 Pro. Đối với lại camera trước của chiếc máy này thì các bạn đang được xem ảnh test của mình luôn. Thông số mình không nói lại nữa nhé, các bạn đã xem rất là nhiều rồi. Với cái ảnh về camera trước ấy, thì mình nghe rằng là hình như Realme 5 đang làm ảnh màu da nó không được thật cho lắm. Mặc dù có cà da này, có thưởng công nghệ làm đẹp tốt của Oppo, thế nhưng cái việc mà da mặt trông nó hơi giả giả một chút thì sợ rằng các bạn trẻ sẽ không được ưng ý. Các bạn muốn một cái màu da mà nhìn nó thật hơn cơ. Cho dù có cà thì cà nó cũng phải tự nhiên, lên ảnh Facebook người ta mới tin chứ, không người ta lại bảo mình là cà da quá đáng. Các bạn thấy không? Về camera sau thì chúng ta sẽ có 4 camera ở trên chiếc Realme 5. Camera chính của chúng ta là 12 megapixel khác so với camera 48 megapixel ở trên Realme 5 Pro và đây chính là cái điểm làm cho mình rất đáng tiếc. Bởi vì khi mà mình mang camera này ra để mình tiến hành là chụp ấy thì mình thấy rằng là nó không làm cho mình hài lòng lắm, mình không ưng ý về cái điều này. Đối với việc mà mình chụp người thì cứ nhận ra người một phát nhé, cho dù bạn có để chế độ chân dung hay là chế độ ảnh chụp bình thường thì máy vẫn tự động là cà da giúp bạn. Cái việc cà da là tốt, mẫu sẽ nhìn đẹp hơn, trắng trẻo hơn. Thế nhưng mà màu da trông nó có vẻ hơi bị giả giả,
Hôm nay là mình đang chụp vào điều kiện trời rất là nắng, các bạn nữ gọi là mặc áo dài trong ngày 20 tháng 10. Và cái lúc này thì ánh nắng đánh gọi là kiểu 11 giờ trưa mà, các bạn biết nắng thế nào rồi đấy. Và màu da trông nó khá là bệt, nó giả giả, làm cho mình không thích cái màu da như thế này. Còn việc chụp cảnh của chúng ta thì ở trên Realme 5 có một cái tính năng hỗ trợ các bạn gọi là bút màu sắc lên, khiến cho màu sắc nó trở nên đậm đà hơn. Và mình có thử để các bạn xem luôn. Đó, hai tấm ảnh trái phải của mình, các bạn nhìn được ngay là tấm ảnh bên phải trông màu sắc nó rực rỡ hơn hẳn, mọi thứ lên nhìn được thích mắt hơn. Với cái chụp cảnh thì mình không chê, Realme 5 chụp tốt, chỉ có cái chụp người là mình không ưng thôi. Và cái chế độ này thì được Realme gọi là tăng cường sắc độ, nên là các bạn nhớ nhá, khi nào mà chụp ảnh cảnh thì các bạn nhớ bật cái chế độ này lên để chúng ta có cái trải nghiệm tốt hơn. Còn đối với lại camera góc rộng ở trên chiếc Realme 5 này thì mình đã trải nghiệm, mình rằng nó cũng giống Realme 5 Pro nên là mình sẽ không chia sẻ. Còn về camera macro thì đây là một điểm mình đánh giá cao chiếc máy này, bởi vì bổ sung thêm tính năng cho những ai mà thích đi chụp côn trùng, thích chụp hoa lá. Mình có chụp thử cái bông hoa để các bạn nhìn thì lên khá là rõ, nhìn được cả nhụy hoa bên trong này, rồi là nhìn được cánh hoa. Tuy nhiên thì cánh hoa có phần nó không được nổi khối cho lắm, cái này mình nghĩ rằng là do thuật toán xử lý và có lẽ một phần cũng là giới hạn của phần cứng nữa. Và camera của chúng ta cũng là một điểm mà mình nghĩ rằng chiếc máy này không dành cho giới trẻ. Bởi vì giới trẻ thì thích là lên ảnh nó phải đẹp, nhìn nó phải ạt ạt một chút còn up Facebook chứ. Với chất lượng ảnh thế này thì liệu các bạn có hài lòng không nếu như bạn là một người trẻ? Còn tất nhiên mình nghĩ rằng với những ai mà đã trung tuổi rồi, cái việc chụp ảnh với mọi người chỉ mang chất là lưu giữ là phần nhiều ấy, thì mọi người sẽ hoàn toàn hài lòng với chất ảnh mà đang ra trên chiếc Realme 5. Cuối cùng là về thời lượng pin thì ở ngay đầu video mình đã nhắc là pin 5000 mAh, một cục pin rất là khủng, các bạn có thể dùng một ngày, thậm chí dùng ít thì lên tới 2 ngày. Và cái việc cày game ở trên Realme 5 với viên pin lớn thì đó cũng một điều rất tuyệt vời, chỉ trừ cái trải nghiệm về sạc pin mà thôi. Không có sạc nhanh mà sạc viên pin 5000 lâu đấy các bạn ạ. Cục sạc đi theo máy là 10W và máy này hỗ trợ sạc tối đa cũng chỉ là 10W. Như vậy thì các bạn sẽ cần phải là chúng ta sạc vào buổi đêm, để khi các bạn đi ngủ các bạn cắm sạc vào, ngày mai dậy các bạn rút máy ra, máy đầy pin rồi, các bạn chỉ việc sử dụng thôi. Như vậy sẽ hợp lý hơn. Và mình nghĩ rằng đây là một thói quen của những người có tuổi rồi, chứ không phải thói quen của người trẻ. Người trẻ thì thích kiểu là máy sẽ hết pin bất thình lình và sạc một cái 30 phút, 1 tiếng sau phải rút ra dùng được luôn. Như vậy mới là người trẻ chứ đúng không? Năng động mà, nhanh nhẹn nữa. Vậy kết thúc video này của mình thì các bạn thấy sao về chiếc Realme 5? Có đúng là chiếc máy này nó là dành cho người trẻ nhưng mà lại không trẻ không? Thì các bạn comment cho mình biết với nhá. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những cái video đánh giá chi tiết sau của mình. Nhân tiện giải thích một chút về cái bộ quần áo mình đang mặc ấy, thì bởi vì hôm nay là ngày 20 tháng 10, mình có đi từ sáng đến giờ, thành ra là mình hơi mệt. Nên là mình muốn một bộ quần áo nó thật thoải mái để ngồi đây chia sẻ với các bạn về chiếc Realme 5. Và thứ hai là một chiếc điện thoại mà dành cho giới trẻ năng động thì mình mặc quần áo nó cũng phải năng động một chút chứ. Mọi hôm mặc áo phông mãi cũng chán rồi. Rồi, xin chào mọi người. Các bạn đừng quên để một like, một sub nếu như thấy video này hữu ích nhá.